đấy, cứ chỗ nào. Vâng, Đồ Gỗ Thục Tán xin kính chào các bác nhá. Vâng, hiện tại là 4 giờ chiều của ngày mùng 1 đầu năm mới đây, của năm 2022 đây. Vâng, rất hân hạnh được đón cô Vân ở tại thành phố Việt Trì đây, về để chốt hạ bộ ghế tần Thủy Hoàng cột 12 này, hương đá. À, trên hình quý vị đây là chủ nhân của bộ ghế tần cột 12 nhá, là cô Vân nhá, đến từ thành phố Việt Trì nhá. Đấy, đúng là đầu năm 2022 luôn đúng không? Và thì bộ ghế tần Thủy Hoàng cột 12 này đã thuộc về chủ nhân là cô Vân đây, đến từ thành phố Việt Trì đây. Vâng, này đã ký rồi. Đấy, còn cái con này nữa, hay vào ký nối cái con này nữa. Trong cái em rồi. À, trong rồi, kêu kìa. Đó. Mình đi nhà ngoài sân đấy. Đó. Đó, trên này bây giờ cái đoạn dài này là có kích thước dài 24 các bác nhá. Cột là cột liền. Đúng. Vân rất là đẹp. Cột liền. Vân tự nhiên rất là đẹp các nhá. Mặt liền một tấm đấy. Mặt liền một tấm đấy. Vân vèo. Vân vèo. Rất là vặn vèo các bạn. Đoạn dài được tôi chạm là ba chữ Phúc Lộc Thọ. À, rất là đẹp. Còn cái ghế ngoài kia đi em ạ. Rất là đẹp. Ký rồi, ghế cho ký rồi. Rồi. Cột liền các bác nhé. Ở hiện tại trong xưởng của em là còn một vài bộ cột liền yếm liền như thế này nữa. À, gỗ là gỗ hương đá. Và ngôi chạm là Phúc Lộc Thọ. Ngôi nhà cảnh tứ quý xen chữ Phúc Lộc Thọ. À, rất là đẹp đấy. Trên này có đôi chim. Chim lượn rất là tình tứ nhau. Đấy. Dáng là dáng ghế tân Thủy Hoàng, yếm liền cột liền. Giá rất hợp lý. Quý vị nào có nhu cầu thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Thục Tán nhá. À, cơ sở em là có địa chỉ là xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đấy, chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên, cột liền yếm liền rất là đẹp. Dáng ghế thì miễn xét à. Đấy, quý vị nào yêu mến Đồ Gỗ Thục Tán thì cứ xin ấn like và đăng ký kênh nhá, hoặc là vào website đồgỗthuctan.com. Đó, quý vị thấy chưa, giá nó rất là đẹp. Ngoài ra em lại còn có những cái sập thò đây. Đấy, chân 24 đục là đục tứ linh, đục tay 100%, đục tay đầu lân chân móng này, nhưng mà đầu lân là nó ra đầu lân nhìn nó có hồn này. Đấy, rồng bay phượng múa đấy. Đầu hổ phù chưa gắn các bác nhé, còn đầu hổ phù chưa gắn. Chưa gắn. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Phượng, ra phượng. Kinh vòng thở hố, phượng ra phượng. Đấy, nếu mà các bác nào mà ham mê đồ gỗ mà chạm trổ thì nhìn ở đây thì biết ngay là cái dáng của nó tinh tế như nào, thợ lành nghề, toàn những nghệ nhân đục. Em xin dừng video ở đây nhá. Đầu năm mới xin chúc các bác nhiều sức khỏe, dồi dào, làm ăn là tấn tới. Và để nhiều tiền để ủng hộ Đồ Gỗ Thục Tán cho anh em nhé. Em xin chân thành cảm ơn.